lên hình cực slay, hậu trường lại siêu lầy. Minh Triệu hút triệu view cho màn đánh bóng ra nhiệt huyết của ekip. Thanh Hằng quá mệt với váy vóc, quá phiền với tà váy. Quá mệt, quá mệt. Võ Hoàng Yến không có đối thủ, nơi nào cũng là sân khấu của chị. Sự trái ngược rõ ràng của những chân dài này khi ở trên sân khấu biểu diễn, lúc quay chụp với khi ở hậu trường khiến khán giả càng thích thú theo dõi họ hơn. Minh Triệu vừa có màn catwalk cực hút mắt khiến khán giả trầm trồ trong show thời trang mới của nhà thiết kế Đỗ Long. Thế nhưng sự long lanh trên sân khấu sau đó đã được Minh Triệu quét sạch khi tung ra đoạn clip hậu trường siêu hài hước. Cụ thể, để tạo hình thêm phần quyến rũ thu hút, Minh Triệu và ekip đã phải đánh bóng ra để có được tông da rám nắng, khỏe khoắn, và chân dài này đã phải ngồi để cho 4 người trong ekip bôi lấy bôi để ra cho mình. Có thể nói sự nhiệt huyết của các nhân viên khiến khán giả bật cười vì cảm giác nhột hộ. Bản thân Minh Triệu khi đăng tải đoạn video này cũng phải tự nhận nhột quá cơ mà. Video siêu hài này đã giúp cô nàng thu về triệu view nhanh như chớp. Chị Đại Thanh Hằng có khả năng tôn trang phục siêu đỉnh, luôn được các nhà thiết kế giao cho những bộ cánh lộng lẫy, hoành tráng có phần tà dài, và kiếp nạn của chị đẹp cũng bắt đầu từ đây. Mỗi khi muốn có được một tấm ảnh sâu deep thì ekip xung quanh sẽ phải vào việc nghiêm túc với những màn tung tà, kéo tà giúp chị đẹp. Rồi có lúc nàng thơ đâu chẳng thấy, chỉ thấy tà váy trùm hết lên đầu, nhân vật chính ở giữa đang tạo dáng, còn nhân viên nhoi xung quanh với đủ tư thế đến là khổ. Lần khác, Thanh Hằng vừa tạo dáng còn vừa phải chỉnh tấm phông vải làm nền phía sau. Gió càng mạnh vải càng phồng thì nàng siêu mẫu lại càng bận. Ngoài ra, đằng sau những tấm ảnh thần thái váy tung lộng lẫy là hành trình tay trái giữ phông, tay phải tung váy của chị đẹp. Thế nên chụp được một bộ ảnh xong là mệt sụi cả người luôn. Lúc lên sân khấu, Võ Hoàng Yến luôn lạnh lùng, cuốn hút với những bước đi tự tin, thần thái sang trọng ngút ngàn, nhưng đằng sau lại vô cùng lầy lội không bao giờ có thể ngồi yên. Người đẹp này ngồi làm tóc cũng phải yêu cầu ekip tạo content vì quá rảnh và buồn ngủ, chân đi dép lê, tay cầm lọ dầu gió xanh, chị đẹp còn chỉ đạo góc quay để khoe ra phần mặt đẹp nhất. Lần nào đi show cũng phải ăn vội, nhưng cái dáng ăn vội của siêu mẫu nó cũng khác bọt hẳn, vẫn cực thần thái như là thần thái của diễn viên hài nha. Còn riêng khoản tạo dáng pha tấu hài, thuyết minh trang phục thì cô nàng có thể tạo ra đủ các câu chuyện hài xung quanh, nghe đến đâu cười té ghế đến ấy. Nội dung bức ảnh này như bà Kiều đang đứng ngắm trăng đấu tranh tâm lý dưới cái lọng của mình.